À, mình chúng ta tiếp tục ha. À, thì à, chiều nay mình à, chia sẻ với lại cả nhà chúng ta chủ đề là thay tư duy đổi cuộc đời. À, à, vừa rồi thì à MC có có à, chia sẻ một chút về cái profile của mình. Thì à mình là sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Tây Ninh. À, và bắt đầu năm 1995 thì mình à, đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu à, học đại học à, năm đầu tiên thì mình là thế hệ 7X các anh chị ha và năm nay là mình thuộc dạng là U50 <laughs> U50 và à, à, năm 1998 thì mình tốt nghiệp Đại học đầu tiên đó là đọc đọc, đọc ngoại ngữ à, chuyên ngành Anh Hoa và đến năm 2001 thì mình lại tiếp tục à, tốt nghiệp mà à, đọc ngoại thương 2001 à, thì bản thân mình cũng giống như tất cả các anh chị trong cái à, à, trong trong cuộc sống của chúng ta hiện tại thì à, lúc nãy thì có à, một à, platinum à, chị phương chia sẻ là rất là nhiều về cái ước mơ à, thì thật sự là bản thân mình cũng giống như tất cả các anh chị và đặc biệt à, trước khi phần chia sẻ của mình đó, mình có xem một đoạn video clip à, à, ước mơ trên cánh đồng rơm thì mình cảm thấy rất là nhiều cảm xúc bản thân mình À, là một người sinh ra và lớn lên ở một cái miền quê thì à, cũng có khát khao là được lên một thành phố lớn để được vào đại học cũng giống như tất cả các à, bạn trẻ à, cùng thời với mình à, và cũng ước mơ là làm sao để mình à, ở lại một thành phố lớn à, công tác và làm việc sở hữu được căn nhà sở hữu xe nói chung là mình mình viết rất là nhiều cái ước mơ của mình à, thì à, cũng may mắn là năm 1998 thì mình tốt nghiệp đại học và À, đã phỏng vấn và đậu vào tập một tập đoàn lớn đó là tập đoàn Adidas. À, và Minh được là một trong 20 người lọt vào top của 200 à, ứng cử viên trong thời điểm đó và được công ty đào tạo huấn luyện để trở thành là à, 20 người cán bộ chủ chốt à, trong tất cả các phòng ban của tập đoàn này. À, và Minh cảm thấy rất là may mắn mình được à, làm việc ở một tập đoàn lớn. và à Agidas là một công ty chuyên về sản xuất cho nên là À, cái thời lượng tăng ca rất là nhiều. Thì các anh chị biết năm 1999 là bắt đầu là à, sau khi tốt nghiệp năm 98 thì 99 bắt đầu mình vào tập đoàn IDAT mình làm thì thu thu nhập thời điểm đó khá tốt và mình cả tốt hơn rất là nhiều người à, vì lúc này là mình mới ra trường mình mình muốn thực hiện những ước mơ của mình đó. Cho nên là à, mình là một trong những người luôn luôn đăng ký làm tăng ca ngoài giờ. Tại vì tăng ca thì mình sẽ được tăng rất là nhiều thu nhập, cho nên thời điểm đó Uh, một người bình thường thu nhập của họ khoảng là uh, mức trung bình khoảng là 1 triệu 500 nghìn đồng thời điểm năm 99 một tháng thì lúc đó mình đã có thu nhập khoảng gần 3 triệu 3 triệu rưỡi một tháng đó là gấp đôi cái thu nhập trung bình bình thường của tất cả mọi người uh, nhưng mà nhìn lại thì gần như là cái công việc mình làm á, là 7 giờ ra khỏi nhà bắt đầu 7 giờ 45 là vào làm việc cho đến 10 giờ đêm mới về và một nguyên một tuần lễ là chỉ ng nghỉ được đúng một ngày chủ nhật và không thể nào mà mà nghỉ thêm được nữa mình phát hiện một điều là à, tại sao mình cố gắng mình kiếm tiền rất là nhiều nhưng tại sao mình không có thời gian cho chính bản thân mình à, bắt đầu mình à, hơn 3 năm ở công tác tập đoàn này mình nghĩ là à, có vẻ như là không ổn những cái việc mình đang làm mà mình đang lựa chọn nó không ổn à, à, có thu nhập đó nhưng mà lại tại sao không có tiền và ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn tại vì không có thời gian nghỉ ngơi à, lúc đó thì bắt đầu là à, mình nghĩ với cái việc là mình phải làm sao đi học để nâng nâng cấp lên thêm lên bằng thạc sĩ hoặc là học thêm một ngành nghề nào đó à, sau đó là à, và đổi công tác nào đó để mình có được thu nhập khá hơn và có nhiều thời gian hơn thì cũng may mắn là mình lại tiếp tục vừa đi làm công ty và vừa nộp hồ sơ thêm nhiều cái đơn vị khác mà ngày xưa thì nó không giống như bây giờ tất cả chúng ta đều là trên online hết ngày xưa muốn nộp hồ sơ đọc trên tờ báo sau đó viết cái form bằng tờ giấy sau đó là đi gửi công ty thì mình sẽ xin những ngày phép năm để mình đi nộp hồ sơ và cuối cùng thì à, mình lại tiếp tục phỏng vấn và đậu vào một cái tập đoàn cũng khá lớn đó là tập đoàn của châu Âu là tập đoàn Scancom. Thế đây là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất gỗ để xuất khẩu đi châu Âu và thời điểm đó là là mình được lại tiếp tục phỏng vấn và đậu trong vào trong một cái phòng ban nó cũng không liên quan gì ngành nghề mình làm hết. À, đó là làm về phòng môi trường. Thì mình không có kinh nghiệm ngành nghề đó thì lại cũng may mắn thì một lần nữa là mình được cái công ty đó training cho mình cấp bằng chứng chỉ tất cả mọi thứ hết để đánh đánh giá về môi trường thì mình cảm thấy một điều là gì trong cuộc đời mình rất là nhiều cái cái điều may mắn đến với cuộc đời của mình à, và trong lúc này thì các anh chị biết là mình làm lúc đó mình được đi công tác rất là nhiều ở miền trung tại vì khá nhiều supplier họ sản xuất cho cho tổng công ty của mình ở tại miền trung và mình lúc đó mình cảm thấy mình à, rất là được tội nguyện là được đi người đưa kẻ đón tại vì họ là những đối tác của mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng ngay thời điểm này lại mình phát hiện ra một điều nữa, à, thu nhập tốt, chế độ rất là tốt. Nhưng cái một điều là tất cả những người Việt Nam chỉ cái người mà lên vị trí cao nhất là tới trưởng phòng là hết. Còn những vị trí cao hơn, phó giám đốc, giám đốc phòng ban thì tập đoàn này họ đều thuê tất cả những người ở, ở nước ngoài sang. Họ thuê châu Âu, có Mỹ, có Úc, có Pháp, có rất là nhiều lại lúc này lại mình phát hiện ra một điều nữa nếu như mình nỗ lực lên tiếp tục nữa thì những vị trí mà mình mong muốn thì không bao giờ để mình ngồi lên được. Lại lúc này mình mình suy nghĩ rất là nhiều.ủa vậy liệu mình có ở đây tiếp tục để nhận đồng lương này hết cuộc đời của mình hay lại tiếp tục một chặng đường lại thay đổi công việc mới và thay đổi công việc mới lại rất là lo sợ là một môi trường mới à, à rồi à, chính sách mới rồi À, nếu như ai mà từng đi làm công ăn lương hãy nghe một cái câu nói là gì ma cũ và ma mới bắt đầu đặt ra một chuỗi một chuỗi câu hỏi là có nên hay không nên thì lúc này à, nếu mà tốt nhất thì mình phải nâng cấp bản thân của mình nâng cấp bằng cấp bằng cách là mình lại tiếp tục thi và đậu vào trường đại học ngoại thương để đi học bằng thứ hai tiếp và khi đi học như thế thì đòi hỏi rất là nhiều là mình phải đi học giờ hành chính buổi tối mình đi làm giờ hành chính buổi tối đi làm nhưng mà công ty mình đang làm thì lại là đi công tác khá nhiều ở các tỉnh nhiều khi đi 2 à, hai tuần ba tuần một tháng mới về lúc này bắt đầu là gì lại tiếp tục nộp đơn đi xin việc tiếp thì cuối cùng nộp đơn xin việc là phải đi kiếm những cái nơi nào đó công ty của nhà nước để đi làm giờ hành chính và không biết là ở miền Bắc như thế nào các anh chị ha nhưng mà những năm chín mấy 2000 2002 2003 trong thời gian ngoài những năm 2000 đó ở thành phố Hồ Chí Minh này muốn đi xin được một công việc của một cơ quan nhà nước bắt buộc phải có KT3 hoặc là hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh dù cho anh chị bằng thạc sĩ tiến sĩ anh chị bằng giỏi cỡ nào đi chăng nữa miễn làm sao anh chị phải có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh này thì anh chị mới được đặt chân vào những công ty nhà nước không biết ở ở miền Bắc mình có, có những anh chị nào mà thế hệ 7 ít như mình hoặc là 6 ít thì anh chị sẽ sẽ có được những cái trải nghiệm như thế này à, thì lúc đó thì à, mình thấy một điều là gì wow mình lại à, không biết là nên là tiếp tục ở cái công ty này nữa hay là đi xin việc thì các anh chị biết là lúc đó là mình lại được phỏng vấn đậu vào cái công ty tiếp theo đó là tổng công ty xây dựng số 1 anh chị biết tổng công ty xây dựng số 1 thuộc bộ xây dựng thì ở thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều cái công trình của của tổng công ty xây dựng số 1 chẳng hạn như là hầm thủ thiêm nè cầu thủ thiêm nè những cái cầu vượt lớn đều là của tổng một hết thì lúc này cũng may mắn là đi làm giờ hành chính tới 4 giờ rưỡi về sau đó là 5 giờ 6 giờ lại lâu rồi sách cặp đi vào trường học tiếp thì cảm thấy là cuộc đời là nó giống như ước mơ ý muốn của mình thì lúc đó là khoảng đông 2000 linh uh, linh 2 link, link 3, link gì đó mình không nhớ rõ lắm cũng khá lâu rồi thì uh, các anh chị thấy nhìn lại cuộc đời đến chặng đường này là anh chị thấy mình có điều may mắn không ạ rất là nhiều đụng tới đến đến giai đoạn nào cũng rất là nhiều cái may mắn, rất là nhiều người để hỗ trợ cho mình. Nhưng đùng một cái thì ngay thời điểm à, 2000 lẻ mấy này á, thì à, ở Việt Nam chúng ta có một cái giai đoạn là xuất khẩu lao động. Không biết ông miền có 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 nghe giai đoạn này đúng không ạ? Xuất khẩu lao động. Thì à, yêu cầu của chính phủ là mỗi một công ty đưa lao động sang nước ngoài phải có trên 2 200 lao động á, thì phải có một quản lý. Thì cuối cùng mình cũng làm được may mắn là được cử sang nước ngoài. Sau đó mình bảo lưu điểm và anh chị đến cái thời điểm này các anh chị biết là mình cảm thấy rất là hạnh phúc à, làm ở lúc đó bên công tác nhiều nhất ở tại Malaysia, nhiều khi 2 3 tháng, 4 5 tháng mới về một lần. Và lúc này thu nhập rất là khá các anh chị. Rất là khá. Và và đại tiếp tục mình đặt một câu hỏi, vậy thì sau khi mình mình phải ở ở nước ngoài xa gia đình, mình kiếm một khoản tiền thật là nhanh để làm sao quay trở về, mình kiếm cái gì đó để làm thêm một cái chân nữa. Vì nếu như công việc này để kiếm về lâu về dài rất là khó. Thì đến lúc này mình đặt một câu hỏi là không biết ai trong số chúng ta trong phòng Zoom chiều hôm nay khoảng 200 cô chú anh chị nhà phân phối từng rơi vào trường hợp giống như mình không ạ? Nếu có cho tôi chữ có được không ạ? Hoặc là tôi được không ạ? để mình có cái nguồn năng lượng, tiếp năng lượng thì mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của mình tiếp theo nữa được không ạ? có anh chị nào rơi vào vào giống như như mình. Là có nghĩa là đang làm một công việc này nhưng mà cảm thấy không có an tâm và muốn đi tìm một cái hướng nào khác à, có rất là nhiều anh chị nhảy vô à, có đúng không ạ thì thì lúc này bắt đầu mình mới nghĩ ra một một cái điều là thường ông bà nói là gì phi thương bất phú phi thương bất phú bắt đầu mình nghĩ ra là bây giờ mình kiếm một số vốn mình làm sao mình mở đầu cái kinh doanh gì đó thì là thời điểm đó có một tờ báo giấy gọi là tờ báo mua và bán các anh chị mình tìm rất là nhiều những cái cửa hàng để mình sang lại mà mình rất thích kinh doanh về bán 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 quán nước quán cà phê những cái quán quán nước nhưng mà tại sao uh, cái, cái 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 chi phí của mình á, thì nó không có đủ tiền thì vô tình các anh chị biết không ạ à, là uh, mình có đọc được một cái, cái tờ báo đoạn báo mua và bán thì họ sang lại sản xuất đèn cày trong miền nam gọi là đèn cày thì ở miền bắc gọi là nến á. thì ở đầu mình mình mới sang lại và mình tìm hiểu hết tất cả mọi thứ rồi chủ cái người chủ cũ á, họ họ sang lại cho mình và họ hướng dẫn cho mình từ kỹ thuật luôn cả khách hàng, luôn cả công nhân lúc đó khoảng là à, gần 20 công nhân chỉ mình hết tất cả mọi thứ luôn. À, để mình sang lại và mình à, mở cái xưởng đó. Thì lúc này mình lại đặt một câu hỏi tại sao cái xưởng đèn cái nến này cái chi phí mình bỏ ra thì nó vừa túi tiền mình để mình sang về, mình thấy hợp lý rồi. Nhưng mình đặt một câu hỏi là tại sao cái số vốn vừa phải như thế này? lợi nhuận tốt à, có thể là lời 50% trong cái số vốn mình bỏ ra hàng tháng và từ tất cả các chi phí hết nhưng mà tại sao mà 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 họ sang lại cho mình thì lúc đó mình mới đặt một câu hỏi với cái người chủ cái người chủ mà bán lại cho mình á Ủa chị ơi em đặt một câu hỏi thì em rất là muốn sang lại của chị nhưng mà tại sao em đặt một câu hỏi là tại sao nó tốt như vậy mà lại chị muốn sang lại cho em đúng rồi không biết là các anh chị rơi vào trường hợp cho mình có đặt câu hỏi như thế không ạ à, Thì cái chị này mới nói thiệt là Thật sự ra chị không muốn sang Nhưng mà hai vợ chồng chị sắp sửa ly hôn rồi Cho nên là bắt buộc chị phải sang để chia tiền Thì mình thấy an tâm Và cuối cùng mình mình nhận Mình sang nguyên cái sữa này về Bắt đầu mình hoạt động kinh doanh Các chị biết mà thật đúng y vậy luôn cái Một cái bao nến ngày xưa nghe Mình nhớ rất là rõ luôn Mua chợ lớn 500 nghìn thôi 500 nghìn đồng Cộng thêm trả tiền công nhân Trả tất cả mọi thứ hết á là có thể là mình bán từ 500 nghìn đó mình có thể sản xuất ra mình bán lên tới khoảng là 2 triệu cho tới 2 triệu rưỡi sau đó trừ tất cả chi phí ra mình lợi ích chức cũng phải gần 50% trên cái 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 số vốn đó mình cảm thấy rất là happy và sau một năm mình cảm thấy ôi đặt một câu hỏi là tại sao cuộc đời mình quá nhiều may mắn như thế này nhưng mà vẫn vẫn luôn luôn đi tìm cái gì đó vẫn cảm thấy chưa ổn định thì các anh chị biết cái xưởng đó hoạt động đúng một năm thì nó không may mắn đến cho mình là cái xưởng đó bị phát cháy và khi phát cháy như vậy á là mình phải đóng xưởng lại là phải là sửa cửa chữa lại nhà và bản thân bị thương bị 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 bỏng bỏng vì, vì sáp nó dăng vào trong người và các anh chị biết lúc đó nằm ở bệnh viện à, hơn một tháng ở bệnh viện để điều trị thì trong giai đoạn đó là trong giai đoạn trước đó thì mình cũng cũng quay trở về á, mình cũng vẫn học để cho xong 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 vừa vừa đi học vừa mở xưởng vừa đi làm rồi vừa đi công tác xin đi công tác ngắn ngày hơn nói chung là làm một lúc ba bốn công việc mà cảm thấy sau cuộc sống mình vẫn chưa thỏa mãn thì trong lúc mà nằm ở bệnh viện xong mới ngẫm lại thật sự ra cuối cùng cuộc đời mình đang cần cái gì đây mà mình đang đi tìm cái gì đây mà vẫn không không ra một lối thoát à, thì lúc đó các anh chị biết là nằm bệnh viện hơn một tháng trời tất cả những chi phí gì mà có được tất cả thu nhập mà có được tài chính mà có được trong bao nhiêu năm nó ra đi dần 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 để điều trị bệnh cho mình sau 2 năm. Và trong vòng 2 năm đó không thể đi làm ở được cơ quan luôn tại vì không thể lái xe đi được mà cũng không thể tại lúc đó là bỏng hai cái chân luôn. 2 năm đi nạn 6 tháng, đó là đi nạn 6 tháng và bỏng cái chân đó sau 2 năm thì mới khắc phục là mang được đôi dép đi trong nhà thôi chứ cũng chưa đi làm được. Thì cũng may trong thời điểm đó mình có một cái người bạn, một có người bạn à, à, học cùng trường đại học với mình, cùng học đại học ngoại ngữ và cùng học đại thương. Cô này cũng bằng tuổi mình luôn và cô này lúc đó là phó phòng ở tập đoàn dầu khí Việt Nam. Thì lúc đó à, tụi mình liên lạc lại với nhau bằng Yahoo ngày xưa các anh chị biết đó, Yahoo lại với nhau. Xong rồi cổ nói hơi bây giờ á là bên công ty của mình cũng có cái phòng ban à, làm giống y chang như là cái trước đây mình làm á, thôi giờ mình về mình làm chung đi cho vui rồi à, à, bắt đầu là tạo thu nhập lại từ 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 bây giờ làm lại cuộc đời chứ giờ À, có buồn đi dân nó cũng không giải quyết được chuyện gì, gì. Thì lúc đó mình chính thức quay trở ngược lại à, tổng công ty à, xây dựng à, tập đoàn dầu khí Việt Nam vào khoảng à, 2000 2007 anh chị, 27 2007. 2007. À, thì à, cuối 2008 thì mình được à, một cái à, người thầy một người thầy của mình à, thầy này xưa dạy tiếng hoa cho mình ở trong trường đại học à, à, ngày xưa thì thầy lại là thạc sĩ à, và định cư tại Úc thầy về Việt Nam mở doanh nghiệp và thầy hỏi chứ bây giờ hiện nay em đang làm gì thì mình nói là hiện nay em đang làm cho tập đoàn dầu khí Việt Nam thầy hỏi với công việc tốt hay không thì mình nói rất là tốt em về dầu khí em cảm thấy rất là an nhàn đi làm giờ hành chính 4 giờ rưỡi về chiều em đi tập thể dục thêm ở công viên nghỉ ngơi thứ bảy nhật để em được nghỉ và hiện nay thu nhập em đủ sống cuộc sống rất là tốt bắt đầu là em xây dựng lại một cái cuộc sống mới của em nhưng mà thầy đặt một câu hỏi là nhưng mà cuộc sống tốt như vậy á em có muốn tăng thêm thu nhập nữa hay không À, em đã có mua nhà được ở thành phố Hồ Chí Minh chưa và à, ước mơ sắp tới em là gì thì thật sự ra khi thầy đặt những câu hỏi này lúc này là mình cảm thấy giật mình các anh chị à, cái hiện tại thì mình thấy đã tốt hơn cái trước cái những sự cố xảy ra trong cuộc đời mình nhưng mà thật sự ra đến thời điểm này cái cái ước mơ mình lớn nhất là mình được bình an và có một cái cuộc sống ổn định tại vì nó qua rất là nhiều sóng gió thì à, nhưng mà thầy đặt những câu hỏi như thầy bắt đầu là mình lây dịch mình, thầy nói vậy, nếu vậy thì em có muốn à, tăng thêm thu nhập hay không? thì lúc đó là à, mình mới nói là ok, à, mình muốn tăng thêm thu nhập. cho nên là qua cái câu chuyện đến đây mình kể cho các anh chị nghe thấy rõ ràng à, trong cuộc sống của chúng ta à, có rất là nhiều cái ước mơ của chúng ta đúng không ạ? nhưng mà liệu chúng ta cái chúng ta lựa chọn đó nó thật sự đã đúng hay chưa đúng không ạ? và chắc chắn điều là ai cũng à, muốn được có những cái căn nhà to nhà đẹp đúng không ạ mà cuộc sống à, gia đình sung túc hạnh phúc bình an à, nhưng mà thật sự ra những cái lựa chọn của chúng ta đang hiện tại đó à, thật sự ra à, là đó là những lựa chọn lựa chọn đã đúng chưa hay là chúng ta theo à, thị trường theo à, theo đuổi có bây giờ mình thấy một điều là giới trẻ bây giờ ngày hôm nay á, thế hệ 9x và 2k à, các bạn sống à, gần như theo trào lưu thôi các bạn không có mục tiêu không có định hướng mà cũng không có ước mơ luôn, à, thì à, mình thấy rất là nguy hiểm, đúng không? thì à, và chắc chắn một điều là trong cuộc sống của chúng tôi, ai cũng muốn là luôn luôn được hạnh phúc đúng không? được vui vẻ à, và mình thấy hiện nay à, cái làn sóng covid lần thứ tư quay trở lại Việt Nam và mình thấy mỗi một ngày, mỗi một ngày mở Zalo, mở Facebook, mở tất cả những cái trang mạng trên à, trên báo chí thì gần như rất là nhiều người than trời trách đất và à, đổ lỗi cho covid rất là nhiều các chị có thấy điều đó không ạ à? à, nhưng thật sự ra nếu như nhìn về mặt tích cực thì liệu như nếu như liệu không có covid thì chúng ta có sự thay đổi chưa liệu nếu như không có covid có liệu chăng là chúng ta có được dành thời gian cho gia đình hay không hay là mỗi ngày vẫn chạy theo cơm áo gạo tiền liệu nếu không có covid thì ngày hôm nay chúng ta có thay đổi cái tư duy chúng ta thay đổi suy nghĩ ngày hôm nay chúng ta ngồi với nhau bằng qua zoom như thế này đúng mà. à, chính nhờ cảm ơn Covid mà ngày hôm nay chúng ta mới ngồi đây trên phòng zoom à, phòng zoom như thế này và kết nối từ bắc chí nam và thậm chí rất là nhiều vùng miền vùng miền ở cả nước Việt Nam à, và ngày xưa thật ra để có được những cái hội nghị như thế này à, cả miền nam phải dắt dí cho kéo ra miền bắc hoặc là có trong miền miền à, miền, miền 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 nam thì miền bắc là phải kéo kéo vào trong đây rồi chúng ta miền Bắc, miền Nam, miền Trung, cả nước Việt Nam cả nguyên cái hệ thống 3S của chúng ta cùng nhau kéo sang nước ngoài để học tập. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần trên một cái phần mềm Zoom như thế này thôi mà chúng ta đã kết nối rồi. Thật sự ra mà nói chúng ta thật sự cảm ơn nếu như không có Covid thì chắc chắn là chúng ta cũng chưa có một tư duy để thay đổi. Cho nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các anh chị chủ đề là gì? Phải thay đổi tư duy thì nó sẽ thay đổi cuộc đời được. À, và cảm ơn uh, Diamond Cà Thị Nhung đã uh, động viên mình và các anh chị biết là minh là thế hệ 7X cho nên cực kỳ dễ dở về công nghệ rất là dở công nghệ về it rất là dở luôn nhưng chính nhờ cái covid này mà giúp cho minh tập tành học làm zoom biết xe rồi sau rồi làm rất là nhiều cái công cụ trên 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 it một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh chị và chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn covid mà chúng ta để có được cái buổi gặp gỡ như thế này chúng ta dành thật là nhiều trang số 8 để chúc mừng nhau được không ạ à? À, à cho nên là à, à, lúc này các anh chị minh đang suy nghĩ rất là nhiều thì à, thầy thầy của minh á mới gọi chia sẻ là bây giờ á, thầy đang có một cái kinh doanh này rất là hay à, và em đến nhà thầy đi và thầy sẽ sẽ chia sẻ em cơ hội với anh để tăng thêm tiền thì các anh chị biết à, khi mà à, bữa đó mình cũng hẹn và đến nhà thầy thì lúc đó đó thầy để trên bàn của mình á là có À, một lọ nước rửa chén, dish một chai LOC à, và một cây kem đánh răng Lister và một ít cái cái vitamin C daily thời điểm đó cả nước Việt Nam nó chỉ có khoảng 10 10 15 sản phẩm thôi các anh chị. À, thì lúc đó đó à, mình mới hỏi Mình mới hỏi là ủa thầy ơi, vậy bây giờ á là em kinh doanh này như thế nào? Mình nhớ rất là rõ luôn thầy nói là nếu như em bán một chai nước rửa chén này cho ngoài thị trường em sẽ lời 11.000 thì mình nghĩ là một điều là nếu bán một chai nước để chén lời 11.000 mà bán 10 chai à, cũng cũng được khá đúng không ạ à, cũng được 110.000 mà nếu 100 chai sẽ như thế nào 1.000 chai sẽ như thế nào ngà mình nghĩ là ok nếu kiếm thêm mỗi tháng được vài triệu đồng thì cũng rất là tốt Tại thời điểm đó thì cái thu nhập của mình ở dầu khí nó tương đương cũng khoảng 7 800 đô thời điểm đó cái gì nhưng mà, à, mà 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 bây giờ mà có được thêm thu nhập này nữa thì nó 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 quá tốt cho mình rồi thì mình mới đặt câu hỏi tiếp nữa thầy Là bây giờ cái chai nước rửa chén này nè Giá bao nhiêu tiền Và thầy nói thời điểm đó là một trăm mấy chục nghìn đó. Trong khi đó ở chai nước rửa chén bên ngoài Nó có mấy chục nghìn thôi mà bây giờ này một trăm mấy chục nghìn Rồi mình hỏi Ủa sao cái này đắt thế Thầy mới nói là không có Một trăm mấy chục nghìn như thế này Nhưng mà một chai nước rửa chén này sử dụng một năm mới hết Mình nói nếu mà một chai nước rửa chén này sử dụng một năm Thì trong vòng một năm mới bán lại Thì khi nào mới có tiền Cái thầy nói là Không sao đâu em kéo thật là nhiều người vào em kéo thật là nhiều người vào trong hệ thống của mình thì em sẽ có một mạng lưới và em sẽ có rất là nhiều thu nhập <laughs> thì thật sự ra hai cái từ trong thời điểm đó nó làm cho mình hơi bị nhạy cảm thứ nhất là kéo thật là nhiều người thứ hai là tạo mạng lưới thì trong thời điểm đó khoảng năm à, cuối năm 2008 các anh chị khoảng tháng 5 tháng 6 2008 thì à, lúc đó À, thầy mới nói là mạng lưới và kéo nhiều người thì lúc đó là ở Việt Nam chúng ta rất là nhiều bài báo viết về vấn đề bán hàng đa cấp. Và bán hàng đa cấp đó là gì? Kéo người thu thu tiền và tạo mạng lưới. Thì mình nghe cái từ đó thật sự ra thầy của mình mà mình từ chối đi về thì cũng rất là ngại. Cho nên thật sự ngay thời điểm đó một cái điều cực kỳ may mắn đến với mình luôn là có một cuộc điện thoại gọi đến. Mình mới chạy ra bên ngoài mình nghe điện thoại xong mình vào mình từ chối thầy là em có một cuộc điện thoại rất là gấp mà em phải chạy về gấp là em xử lý cái việc này chắc em hẹn thầy lại sao các anh chị biết lúc đó thầy đã ố được rồi được rồi thôi vậy em về đi tại vì thầy trò mình thì bữa nào gặp lại cũng được hết mình cảm thấy trên đường đi về mình cảm thấy rất là hạnh phúc các anh chị mình thoát thân được là mình không tham gia bán hàng đa cấp mình cảm thấy rất là vui không biết là là trong phòng zoom này có anh chị nào mà à, từng từng rơi vào hoàn cảnh giống như mình không ạ à? có thể ghi chữ có gì mình được không ạ à? <laughs> ghi chữ có à, là cảm thấy là mình phòng thủ mà mình phòng thủ mình đã đã quá tuyệt vời rồi à, mình đã thoát thanh được rồi chạy về chạy về rất là nhanh và các anh chị biết là trong giai đoạn này mình vẫn tiếp tục cuộc sống mình tiếp thì à, à, trong giai đoạn này có rất là nhiều người họ vào skype họ vào yahoo của mình họ liên lạc với mình và mình phát hiện ra họ không phải là người việt nam mà họ đến từ Thái Lan nè, Malaysia nè, Đài Loan nè, rất là nhiều nước lân cận của mình luôn. Họ nói là họ sắp sửa mở ra một cái kinh doanh rất là lớn tại Việt Nam, họ muốn tìm người làm đại diện. Thì lúc đó là là mình mình đang đi làm ở ở dầu khí thì cũng khá tốt rồi. Nhưng mà mình nhớ là cái câu hỏi của thầy á là liệu công việc đó, cái thu nhập đó khi nào em mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, mua được xe cho bản thân mình thì thật sự là giật mình các anh chị. Suy nghĩ tính toán ra không thể nào được hết. À, thu nhập thời điểm đó à, cho gần một nghìn đô thời điểm đó đi khoảng mười mấy triệu thì không thể nào mà ngồi chi phí hàng hàng tháng rồi thuê nhà tất cả mọi thứ gia đình bố mẹ tất cả mọi thứ thì liệu bao nhiêu năm nữa mình sẽ mua nhà được ở thành phố hồ chí minh này bắt đầu mình lại suy nghĩ tiếp thì có một ngày các anh chị có một cái có một cái cô đó uh, liên lạc với mình là uh, hẹn mình một cái buổi chiều đó là đến để cổ muốn mời mình làm đại diện cho cái kinh doanh của của cô này ở tại việt nam có rất là nhiều người gặp nhưng mà cái cái cuộc gặp đó mình cực kỳ ấn tượng cái gì à, và và đến cái buổi chiều đó thì sau 5 giờ 4 giờ rưỡi 5 giờ làm việc xong mình đến đúng địa chỉ đó luôn đúng địa chỉ đó và mình mình đúng địa chỉ đó rồi mà mình thấy ủa không thấy đề tên công ty không thấy một cái gì hết mà một cái thương hiệu là khác thì mình mới gọi điện thoại cho cô này mới nói là cô cho điện thoại ở cái địa chỉ này đúng hay không thì cô này là đúng rồi thì mình mới hỏi lại ủa ở đây là khách sạn mà chứ đâu phải công ty đâu. Thì cổ thấy đúng rồi, tôi đang ở trên khách sạn. Anh gửi xe đi, vô gửi xe lên quầy lễ tân. Anh nói là cho gặp tôi ở phòng 301. <laughs> Có ai mà tiếp cận được em quay giống như mình không ạ? <laughs> lúc đó mình suy nghĩ ủa, tại sao công ty gì đại văn phòng đại diện mà nằm trong khách sạn? Là nhưng mà mình cũng rất là tò mò để xem thử cái kinh doanh là kinh doanh gì. Thì lúc đó là mình cũng gửi xe và lên phòng lễ tân, lên phòng 301 thì à mình À, bấm chuông và cuối cùng là có hai cô xuất hiện ở trong cái phòng 301 đó và hai cô đó mời mình ngồi xuống và cũng trao đổi đặt câu hỏi à, giống như phỏng vấn à, đang làm công việc gì thu nhập như thế nào ổn định hay không tất cả mọi thứ thì cô nói là à, à, Đúng rồi hẳn hai cô sau đó là sau đó là cô nói là giờ tôi có một kinh doanh rất là hay nhưng mà muốn cái kinh doanh này á thì anh hãy ngồi xuống đây tôi cho anh nghe một cái câu chuyện này sau đó cũng gắn headphone giống như bây giờ, mình đang nghe như thế này, mở cùng laptop cho mình. Bắt đầu là mình xem, mình xem câu chuyện đó, mình không hiểu câu chuyện nói gì hết. Thật sự ra, anh chỉ biết cái đó là câu chuyện, nhưng mà câu chuyện đường ống nước. Mình nghe hết câu chuyện đó, mình nói, ủa, cái kinh doanh gì mà tại sao cho xem phim hoạt hình, mẹ là kinh doanh? Sau khi xem hết phim hoạt hình đó, cổ đó là, à, anh có muốn à, mình luôn luôn mỗi ngày phải đi làm công hay là anh muốn xây dựng một hệ thống? thì mình nhớ nhớ là cái câu chuyện nãy là xây dựng hệ thống thì nó sẽ đảm bảo hơn anh cái cậu nói là gì nếu anh muốn xây dựng hệ thống vậy á thì đây là một cái kinh doanh của tôi xây dựng hệ thống cô mới đưa một tờ giấy cho tôi ra một tờ giấy A4 và trên tờ giấy đó cô để là marketing plan và cô để là chữ U có 6 platinum thì gọi là một diamond à, 6, platinum là một diamond và nếu như anh trở thành một diamond thì thu nhập của anh ở tại Việt Nam này tương đương khoảng 100 triệu một tháng và anh có một năm là hai lần đi du lịch miễn phí hàng năm và anh còn được à, rất là nhiều cái chế độ nữa đồng thời khi mà anh còn không còn làm việc nữa thì cái thu nhập này vẫn để lại tới đời con đời cháu của anh vì kinh doanh là thừa kế thì mình đặt một câu hỏi không bao giờ có một kinh doanh gì mà nó tốt như thế này được hết đúng không ạ lại thêm một lần nữa lại tiếp tục gặp một người nữa lại kéo mình vào đa cấp nữa đã mình sợ thầy mình rồi mà bây giờ lại là thêm một người nó mà nước ngoài mời mình làm đa cấp tiếp lúc đó mình mình hoảng quá đấy tại sao có nhiều người làm đa cấp tại sao có nhiều người làm đa cấp mà lừa đảo tại Việt Nam như thế này à mà tại sao ở đâu mà mà kiếm chỉ có 6 người thôi mà có từ thu nhập này ở đâu mà ra trên đời này ở đâu mà ra được một cái kinh doanh này như thế này thật sự ra mình hoảng các anh chị và mình không tin điều đó xảy ra nữa mình mình đi về thì khi đi về đó vẫn mình vẫn còn tờ giấy đó và <laughs> lãnh đạo của em chạy quá trời không khỏi nắng các anh chị biết một điều là cái tờ giấy đó đến bây giờ này mình vẫn còn đang giữ các anh chị ha. Mình vẫn bỏ vào trong một cái rồ file rất là kỹ luôn. Thì đến thời điểm này thật sự ra mình không thể nào, mình không thể nào mình đi tìm lại được cái cô này để thật sự để cảm ơn cô này cho cái tờ giấy đó. Cho nên ngày xưa mình cũng không hiểu diamond là gì hết, làm sao sẽ được diamond. Cho nên là chiều ngày hôm nay nhân tiện đây, mình chúc mừng tất cả các anh chị nhà phân phối À, ở miền Bắc, Các cô chú anh chị và các bạn ở miền Bắc, các bạn rất là may mắn, các bạn được có rất là nhiều các anh chị lãnh đạo giỏi ở miền Bắc. Chẳng hạn như Founder Platinum, bạn sĩ Tùng, à, Emuro Lê Thị Na, à, bạn Sapphire à, Bùi Thí Hà. À, đặc biệt nhất là các anh chị được dẫn dắt của một Diamond nữa đó là Diamond Cà thể Nhung, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta phải dành thật là nhiều số 1 number one để cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo của chúng ta được không ạ? À? Thực sự là mình không thể nào kể hết được tất cả các anh chị lãnh đạo mình bắt được, nhưng mà à, chúng ta thật sự cảm ơn những vị lãnh đạo này. Và lúc này, lúc này các anh chị biết không ạ? À? Mình mới gọi điện thoại lại cho người thầy của mình là hỏi cái còn làm em quay hay không, hỏi xem cái còn làm em quay hay không. Tại sao em quay nó lại là công ty gì? Công ty này nó như thế nào? Nó hoạt động như thế nào? Mà thật sự nó có một cái giá trị thật đó hay không? Thì lúc đó các anh chị biết không ạ? À? Là mình mới gọi lại cho người thầy của mình à, à, Mình mới hỏi thầy mình là Còn làm em quay hay không Thầy nói còn làm chứ Bán rất là nhiều à, Và thêm điểm đó là các anh chị biết là Nó khoảng là tháng 12 Cuối tháng 12 là gần Tết á, Tháng 12 dương lịch Là nó gần tới Tết Âm lịch của chúng ta luôn Thì thầy mới nói là lúc này á, Bán nước rửa chén Bán nước lau nhà rất là nhiều Bài, Hiện nay là thầy có thu nhập luôn rồi à, Tôi mới ngạc nhiên Bây giờ tôi muốn đi tìm hiểu lại Thì thật sự ra lúc đó mình quay trở lại mình tìm hiểu nghiêm túc các anh chị thì trong cái buổi chiều ngày hôm đó đó mình tìm hiểu lại thì à, mình được thật sự lúc đó lúc đó khoảng một giờ rưỡi chiều à, của cuối tháng 12 à, à mình gặp lại à, thầy của mình và bên cạnh thầy của mình nữa là có một diamond nữa đến từ trung quốc đó là đến từ úc cô này là người trung quốc nhưng mà sống ở tại úc à, đó là à, diamond mary một lần nữa thì À, mình cũng muốn tất cả các anh chị gửi thật là nhiều à, số 7 để gửi cảm ơn à, Diamond cô Mary được không ạ? À? Cô cô Mary là là hiện nay là upline quốc tế của Diamond cà thể Dung đó các anh chị. À, cô à, sau khi cái buổi chiều đó thì à, à, thầy của mình á làm demo cho mình xem được. Đó là nước à, à, cây kem đánh răng, một cái sữa tắm và một cái nước rửa chén. Thì sau khi à, sau khi xem ba sản phẩm xong demo các gì thì mình cảm thấy là rất là ngạc nhiên cái 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 dòng sản phẩm tại sao có một cái sản phẩm tốt như thế này thì lúc đó đó cô Mary là cái người mới đứng lên OBB 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 thì sau khi OBB xong lại mình nghe lại đúng y chang cái câu nói mà cái cô Malay, Malaysia trước đây kể, kể cho mình là cô hỏi mình một câu hỏi là tôi hỏi bạn là thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu dân thì mình nói là khoảng hơn 8 triệu dân cô hỏi chứ trong 8 triệu dân này anh có thể tìm được 6 người và 6 người đó anh giúp cho họ có thu nhập 1.000 đô một tháng hay không thì tôi nói là 8 triệu dân thì kiếm 6 người đâu có khó đâu cậu nói nếu như anh giúp được 6 người mỗi người họ có được 1.000 đô một tháng thì anh có tổng thu nhập mỗi tháng là khoảng 5.000 đô mình lại đặt một câu hỏi nữa ở trên đời này lại làm gì mà có một cái công việc tốt như thế này nữa đây lại là lại là sau nó giống như là một cái một cái đường dây kết nối với nhau cùng nhau đi lừa đảo mình mình cảm thấy lúc đó ủa tại sao nó như thế này đều giống như nhau hết cứ giúp sáu người là lên được diamond thì uh, mình mình thật sự vẫn không có niềm tin cái gì nhưng cái niềm tin lớn nhất của mình là gì là ở người thầy của mình niềm tin lớn nhất của mình là người thầy của mình vì đây là cái người thầy đã dạy mình trong mình trong thời đại học và chính người thầy mình đã chia sẻ cái này và niềm tin thứ hai là mình thấy sản phẩm này tốt quá mình quyết định mở cái thẻ để dùng sản phẩm là ngày 27 tháng 12 năm 2008. Thì bắt đầu tháng 1 năm 2009 bắt đầu là mình mua những sản phẩm đầu tiên mình sử dụng. À mình bắt đầu sử dụng sản phẩm. Thì các anh chị thấy một điều là không mình không tin cái điều đó có thể xảy ra được. Làm gì mà mà có được và và cứ cứ nhớ hai cái cụm từ thôi. 10.000 BV, 10.000 BV là lên được 21% thì có thu nhập khoảng 1.000 đô, giúp được 6 người lên 21% thì bạn là một diamond. Nó luôn luôn ám ảnh mình như thế. Thật sự là mình nói, đến đời nào mà có thể lên được 10.000 PV như thế này. Ở đâu ra, một lúc đó một PV là 11.900 đồng hay nhiêu các anh chị. Làm sao một trăm mấy chục triệu một tháng ở đâu ra mà có được 21% như thế này. Thật sự ra, mình không tin điều đó các anh chị. Nhưng mà thật sự ra là mình đã quyết tâm đi tìm hiểu và mình rất thích một câu nói là gì lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Lúc này thì mình dùng sản phẩm mình lựa chọn là gì? trở thành là nhà phân phối của em quay. Mình lựa chọn là đổi những sản phẩm thị trường, dùng những sản phẩm hữu cơ của em quay. Mình lựa chọn tìm hiểu nghiêm túc với sự nghiệp kinh doanh này và mình lựa chọn hợp tác với em quay à, thay vì mình đã nỗ lực từ năm 1998 đến nay là đã 2008 là đã 10 năm rồi thật sự ra 10 năm nỗ lực đó đã trải qua quá nhiều cái sự cố nhiều công việc trong cuộc đời này liệu 10 năm nữa sẽ như thế nào và thêm 10 năm nữa sẽ như thế nào và liệu trong cuộc đời thời điểm đó mình gặp được em quay lúc đó mình đã 35 tuổi rồi các anh chị vậy 35 tuổi này thì còn bao nhiêu lần 10 năm như vậy nữa cho nên ngày hôm nay mình rất là chúc mừng chúc mừng tất cả các bạn trẻ mà thế hệ 9 x 2 k các bạn khoảng từ tuổi từ 20 cho tới 35 tuổi giống như mình trước đây mà tiếp cận em quay lúc 35 tuổi các bạn thật sự là may mắn. À, Tính mình đặt một câu hỏi là còn bao nhiêu lần của 10 năm nữa mà mình nói một câu với chính bản thân mình phải nghiêm túc nghiêm túc đi tìm hiểu nghiêm túc cái sự lựa chọn này à, và các anh chị biết thì cái sự nghiêm túc đó chỉ có 5 tháng tháng đầu tiên thì mình hoàn thành được là à, à, 9 phần trăm tháng thứ hai là mình được à, 15 phần trăm tháng thứ ba là 15%, tháng thứ tư là 15% và tháng thứ năm là chính thức mình đặt SP đến ngày hôm nay, tháng 5 của 2009 là mình đặt SP đến ngày hôm nay luôn và và thật sự ra ngày thời điểm đó à, à, để nghĩ ra mượt 10.000 BV thật sự rất là khó các chị à, sau một chặng đường từ 2009 đến nay sáng giờ anh chị nghe rất là nhiều về về OIB tất cả mọi thứ rồi đúng không ạ? À? Đại Sĩ Tùng chia sẻ về OIB và rất là nhiều các chị lãnh đạo Latinum à, đã xây dựng một cái niềm tin cho các anh chị nhưng mà à, sau hơn 12 năm lúc đó mình đặt ra không biết khi nào mình đạt được một SB nhưng mà giờ nhìn lại sau 12 năm thì à, tổng kết á, là từ SB lên, lên Latinum á, từ minh trở xuống đến hiện nay thì hiện nay đã khoảng 400 SB Emero à, thì nó nó tầm đâu khoảng là hơn 20 Emero các anh chị và năm vừa rồi có một Enmuro trong nhánh của trọng đại là khoảng có 22, 24 tuổi thôi là đã đạt hoàn thành được Enmuro và cấp bậc diamond hiện nay là có có năm 5 diamond có một EDC, một founder EDC và một double diamond không ngờ là sau 12 năm sở một hệ thống cực kỳ lớn và ngày xưa ngày xưa thì làm sao để một tháng được 10.000 PV thì bây giờ là chỉ cần 10 giờ sáng của ngày 1 đầu tiên của tháng đã 10.000 BV. Có nghĩa là, cho nên mình, mình muốn nói các anh chị là ngày hôm nay mình chúc mừng tất cả các anh chị, anh chị đã lựa chọn em quay. Đã lựa chọn em quay, một đã sự lựa chọn, à, lựa chọn lựa chọn đúng chắc chắn là sẽ có kết quả đúng. À. Và cái điều gì đã giúp cho mình để có một cái hệ thống lớn đó thì cái phần tiếp theo á, mình sẽ chia sẻ cho anh chị làm gì để có được một cái hệ thống lớn như thế thì lúc đó cũng lúc bắt đầu là tìm hiểu em quay các anh chị thì mình có đọc được quyển sách à, đọc quyển sách đó là dạy con làm giàu thì trong dạy con làm giàu này có định lực 80 20 và mình tin chắc một điều là tất cả chúng ta đây đều nghe rất là nhiều về định lực 80 20 rồi đúng không ạ? Thì mình luôn đang suy nghĩ là liệu chăng liệu chăng là em quay là một đòn bẩy để biến từ góc độ phần tư thứ nhất thứ hai để giết chuyển chúng ta qua phần từ thứ ba và thứ tư này hay không và mình nghĩ mình đọc quyển sách là dạy con làm giàu mình đọc một quyển nữa gọi là làng sống thứ ba thì mình mới phát hiện ra là có một câu nói trong cái quyển sách đó nói là gì bạn muốn sở hữu một cái hệ thống lớn bạn hãy dùng một đoàn bẫy và đoàn bẫy lớn nhất của kinh doanh hệ thống đó là kinh doanh bán hàng đa đã... cắt và một trong những công ty bán hàng đa cấp lớn nhất trên toàn cầu người mà khai sinh ra tập đoàn bán hàng đa cấp đó chính là Amway đó là chính là Nutrilite thì mình phát hiện ra điều là gì vậy là sự lựa chọn của mình là đúng lúc đó cái niềm tin mình lại lớn hơn nữa và mình muốn làm sao mình dịch chuyển thành trở thành là 20% của gốc phần tư thứ ba và thứ tư này và các anh chị biết rồi lúc đó bắt đầu mình, mình, nỗ lực liên tục và cái lúc nỗ lực như thế thì bắt đầu là à, mình à, đây là những cái cái, cái việc mà chúng ta xây dựng hệ thống đúng không ạ à, từ một cái người à, chính bản thân của chúng ta à, bản thân chúng ta dùng sản phẩm chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta tạo hệ thống thì sáng nay anh chị đã nghe một cái bài ob của bác sĩ tùng rồi đúng không ạ à, và đây là một cái mô hình kinh doanh mình nhắc lại một lần nữa đây là mô hình kinh doanh của bán hàng à, trực tiếp hay gọi là bán hàng đa cấp có nghĩa là họ cắt hết tất cả các khâu trung gian để trở đến à, cái cái người, à, người tiêu dùng trực tiếp luôn cho nên là à, tại sao mình muốn chia sẻ thêm phần này nữa là các anh chị thấy rất là may mắn đúng không ạ ngày, ngày hôm nay à, đến covid lần thứ tư thì bao nhiêu các chị đọc báo và rất là nhiều thông tin bao nhiêu doanh nghiệp phá sản bao nhiêu doanh nghiệp gặp khó khăn và bao nhiêu người thất nghiệp nhưng ngày hôm nay tất cả anh chị em nhà phân phối chúng ta cực kỳ may mắn may mắn đầu tiên là mỗi một ngày chúng ta được bình an ở tại nhà cùng chung với gia đình cùng chung với gia đình của mình cùng chung với con cái của chúng ta và mỗi một ngày chúng ta bình an, chúng ta dùng sản phẩm Nutrilite là một trong những sản phẩm à, bán chạy số 1 trên thế giới ở à, dòng thực phẩm bổ sung để tăng đề kháng có sức khỏe. Và một cái điều may mắn nữa là chúng ta bên cạnh à, những cái việc bình an đó, chúng ta được sự hỗ trợ của công nghệ 4.0, chúng ta làm việc trên Zoom tất cả mọi thứ. Chúng ta dịch chuyển từ cái offline uh, sang online một cái may mắn nữa là một tập đoàn em quay với một sự liêm chính, một sự cam kết họ đã hỗ trợ chúng ta tất cả cái việc mà giao hàng mặc dù giao hàng hơi khó khăn chút xíu nhưng mà tất cả từng khách hàng, từng nhà phân phối của chúng ta đều nhận được những sản phẩm trực tiếp và các anh chị biết là ngày hôm nay thật sự ra mình thấy kinh khủng khiếp là mặc dù covid như vậy nhưng mà doanh số của mình tổng doanh số mỗi một tháng từ thanh minh trở xuống nó nằm ở con số là khoảng 700 đến 800 000 BV cho một tháng. Các anh chị thừa biết là 25.200 đồng là một BV mà trung bình mỗi một tháng tính chi trung bình một tháng thì dân số từ minh trở xuống nó nằm con số khoảng 750.000 đến 800.000 BV một tháng là tính luôn hết từ thanh minh trở xuống luôn tất cả các nhánh diamond của hoàng uh, founder EDC lãnh đạo hoàng yến đúc bồi diamond trọng đại tất cả mọi cái thì anh chị cứ tính một bài toán liệu một doanh nghiệp hiện tại ở bên ngoài hiện nay đối với doanh số đó thì liệu họ đã phải dùng dãy như thế nào đối với covid lần thứ tư này nhưng bản thân mình vẫn ổn định giữ doanh số vẫn giữ được thu nhập tất cả mọi thứ nhưng mà có cái điều à, à, cảm ơn Đai Banh Cà Thị Nhung là quá khủng khiếp <laughs> nhưng mà em vẫn chưa lên Đai Banh giống như chị thì à, mình muốn chia sẻ các anh chị một điều à, trong kinh doanh em quay rất là nhiều cái điểm thuận lợi lợi cho chúng ta quá nhiều cái thuận lợi cho nên một cái cặm bẫy một cực kỳ lớn cầm bẫy cực kỳ lớn đó là khi năm 2009 mình làm em quay à, thì 2010 mình lên được platinum 2010 là cũng là founder platinum trong năm đó luôn hai danh hiệu đó cùng một năm 2011 mình lên sapphire 2012 mình lên emerald 2013 mình lên founder emerald tất cả mọi thứ đều được ổn định hết chỉ có Founder Amoro từ 2014 các anh chị và 2015, 2016 thì mình có nhánh thứ tư, nhánh thứ năm xuất hiện hết, nhưng mà đến 2014 gần như là à, mình à, đã dậm chân tại chỗ vì thứ nhất là hệ thống quá ổn định. Cái thứ hai, thu nhập ổn định tại vì một Amoro mà hệ thống lớn như vậy thì thu nhập của từ một diamond trở lên cho nên nó quá ổn định đi cho nên là không có động lực không có một cái gì thúc đẩy nữa hết và lúc đó là mình chỉ có đi du lịch hàng năm với công ty và đi du lịch với gia đình đưa bố mẹ đi du lịch và gần như ở nước ngoài nhiều cho nên là chắc chắn là cái điều này là là chị cà thị nhung hay là bạn hà đồ biết rất là rất là rõ à, cho nên à, thậm chí cả cả nhân viên em quay lâu lâu một hai năm mới gặp lại mình nói ủa anh đi đâu mất tiêu tưởng anh bỏ em quay <laughs> nhưng, nhưng mà thật sự ra thì lúc này mình mới trải nghiệm thì à, bây giờ nhìn lại À, nếu như nhìn mà tiêu cực thì mình nghĩ là tại sao mình lại à, làm cái việc như vậy à, nhưng à, mình nhìn lại tích cực là thật sự cảm ơn trong giai đoạn đó mặc dù mình dừng lại đó nhưng không đồng nghĩa là mình bỏ em quay mình dừng lại đó để mình nhìn lại chặn đường mình đã đi qua và nhìn lại cái con đường mình đã chọn đó mình cảm thấy yêu nó hơn nữa và nhìn lại à, để có động lực tiếp tục quay trở ngược lại với đội nhóm hỗ trợ thêm mọi người nữa. Cho nên ngày hôm nay mình mình nghe chia sẻ rất là nhiều các lãnh đạo ở phía Bắc đó, cho mình rất là động lực và đây là một cái dấu hiệu à, cuối năm 2021 21 à, tháng 8 này kết thúc rồi, chuẩn bị 2000 tháng sau là tháng 9 là chuẩn bị 2022 và đây là một dấu hiệu à, động lực à, giúp mình cả à, hình diamond năm sau đúng không? Và trong cái buổi trong cái cái cái, cái, cái đại hội thành công ở miền Bắc này thì mình cũng đưa ba à, bốn nhánh nhỏ của mình vào tham dự trong chương trình này và là đây là một trong những cái mục tiêu của mình để đây mà năm sau à, mình à, các anh chị hãy cho mình thật là nhiều cái à, số 8 để à, động lực cho mình nữa để năm sau mình hoàn thành được đây được không ạ <laughs> chị dâu đó là lãnh đạo thanh minh làm cho, cho vui không vậy là làm tất cả vì mọi người và mình rất thích câu nói của Rick là làm em quay thì à, hãy giúp cho người khác thành công nên là mình sẽ quay trở ngược lại các anh chị ha. À, vậy cái điều gì đã giúp cho mình à, à, làm rất là nhanh, hoàn thành mục tiêu rất là nhanh, à, chỉ có 5 tháng hoàn thành linh được silver, à 2 năm rưỡi đã hoàn thành được emerald, 3 năm rưỡi hoàn thành được à, được được à founder emerald các anh chị ha. À, thì à, thưa các anh chị là đến từ 2014 tới bây giờ vẫn hoàn thành được Em vừa bốn chân. À, à, cảm ơn sĩ tùng, cảm ơn tất cả các bạn miền Bắc. Thì à, mình sẽ chia sẻ các anh chị à, những cái điều sau đây. Việc à, điều đầu tiên đó là à, mình xây dựng bằng ước mơ. Chắc chắn ai trong số chúng ta đều có những ước mơ đúng không ạ? Thì à, anh chị thấy nhìn cái đó là cái ước mơ mà mình đã 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 xây dựng ước mơ của mình. Và anh chị thấy đó là cái ước mơ của của bản thân mình và mình tin chắc một điều á. À, tất cả chúng ta đều có những ước mơ à, giống như thế này đúng không ạ và sau à, hơn 10 năm thì cái ước mơ này của mình đã thành sự thật à, cái điều tiếp theo mình muốn chia sẻ các anh chị á à, cái việc mà giữa kinh doanh của truyền thống à, và kinh doanh em way thì có rất là nhiều người khi mà tiếp cận được em way á, tại sao họ làm em way mà không có kết quả cho nên là họ cứ nghĩ một điều là gì làm em quay là nó giống như làm truyền thống phải đợi tiếng trên gọi thì mới đi học à, đợi tiếng trên gọi thì mới bắt đầu là gì à, chia sẻ OIB à, tất cả mọi thứ đều là đợi tiếng trên hết cho nên cái việc đầu tiên ngay thời điểm đầu bắt đầu làm em quay mình đã xác định rõ ràng là đây là kinh doanh của chính bản thân mình và mình làm chủ kinh doanh này ở trên này mình mình phân biệt rất là rõ luôn giữa kinh doanh truyền thống đòi hỏi cần vốn mặt bằng kinh nghiệm rất là nhiều nhưng mà kết quả đạt được á à, thì nó khi mà chúng ta phát triển càng lớn thì lại không có thời gian và nếu kinh doanh càng phát triển thì rủi ro càng cao đặc biệt nhất covid 19 chúng ta đang khủng hoảng đúng không ạ nhưng ở emway mặt bằng vốn tất cả mọi thứ gần như bằng không đều trên online tất cả mọi thứ tận dụng tại nhà đều làm được hết kinh nghiệm của chúng ta thì chúng ta à, có lãnh đạo tiếng trên có nhánh ngang có hệ thống hỗ trợ cho các anh chị hết cho nên là mình chỉ nói một điều là gì à, năm tài chính chuẩn bị tới chắc chắn một điều là trong zoom của chúng ta ngày hôm nay có khoảng gần 200 anh chị và mình biết được là có luôn cả online live trên trên facebook nữa đúng không ạ thì nếu như ngay thời khắc này anh chị nào có mục tiêu để hoàn thành năm 2022 thì anh chị phải bám chặt cái người lãnh đạo của mình cái người mà bảo trợ cho các anh chị dẫn dắt anh chị cho nên là nhân tiện đây á, chúng ta phải thật sự tận đáy lòng thả thật là nhiều số chín, thả thật là nhiều tim để cảm ơn cái người mà bảo trợ là các anh chị chia sẻ con anh chị cái cơ hội kinh doanh này. À tại vì cái kinh doanh này các anh chị muốn thành công thì chính là cái người upline trực tiếp của các anh chị, người tiến lên của anh chị, họ còn mong mỏi anh chị thành công hơn chính bản thân họ luôn nữa. À, cho nên trong cuộc đời này có à, cái người mà mong mỏi chúng ta thành công nhất đó là bố mẹ chúng ta. Và trong sự kinh doanh này cái người mà mong mỏi chúng ta thành công hơn cả chính bản thân chúng ta nữa, đó là cái người apply trực tiếp của chúng ta. À, và cái kinh doanh này phát triển càng lớn bao nhiêu à, thì chúng ta càng được à, ổn định, càng đảm bảo xây dựng chiều sâu càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt, chiều ngang càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt. Các anh chị ha, Cho nên là cái việc đầu tiên là chúng ta phải xác định sự nghiệp kinh doanh này là sự nghiệp của chính bản thân mình trước cái đã. Cái điều thứ hai là chúng ta phải học tập nghiêm túc, học tập từ À, chính bản thân của chúng ta Chúng ta tự giác học tập Mà học tập một cách rất là nghiêm túc Đây là những hình ảnh Những ngày đầu tiên à, Mình đi học ở tại Thượng Hải đó các anh chị Cái hình đầu tiên anh chị thấy Có chị Khánh Minh đó. Chị Khánh Minh là upline trực tiếp à, Của chị Đài Minh Cà Thị Nhung à, Và cái người ngồi giữa đó là Founder EDC Chính là cái người bạn Cái người mà ngày xưa Học cùng với mình luôn Đó là Founder EDC Đặng Thị Hoàng Yến à, Và chị Minh là người rất là giỏi tiếng Hoa cho nên là thời điểm đó là 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 tụi Minh sang bên đó học thì không còn chỗ ngồi nữa thì ba đứa tụi Minh phải ngồi ở dưới ngồi ý cái sàn nhà luôn và Khánh Minh sẽ dịch trực tiếp cho hai tụi Minh và Yến nghe luôn các anh chị à, lúc đó đi đi rất là khó khăn ở bên một cái hình nữa các anh chị thấy rất là nhiều người à, đã cũng tham gia em quay nhưng có rất là nhiều người bỏ cuộc em quay nhưng mà những người nào mà còn ở lại em quay thì tối thiểu nhất họ cũng là một platinum họ là Emerald thậm chí là diamond thậm chí còn cao hơn nữa Đó. thì anh chị thấy rõ ràng vậy cái cái kinh doanh này nó không phải là sức phát triển là bạn giỏi hay là bạn à, có tài năng hay là nhưng chúng ta chỉ cần nghiêm túc nghiêm túc học tập à, tất cả từ à, sản phẩm học tập về oeb học tập à, từ cách việc theo sát kèm cặp tất cả mọi thứ và anh chị muốn thành công thì anh chị phải theo sát cái người lãnh đạo của mình. Và chính vì vậy, à, các anh chị biết là à, cái việc thứ ba nữa là mình luôn luôn đi theo sát cái người lãnh đạo của mình. À, các anh chị biết, cái à, FC châu Nguyễn Minh, anh chị biết là sáng nay cũng có một live chia sẻ về, về cô FC cho Nguyễn Minh đúng không ạ? À, và mình rất là ngưỡng mộ cô, à, đây chính là cái người thầy dẫn dắt cho mình từ những ngày đầu, hướng dẫn cho mình làm sao thiết lập mục tiêu, làm sao xây dựng hệ thống, và cho mình luôn luôn cho mình động lực cho mình cái niềm tin rất là lớn à, và cho mình niềm tin rất là vững chắc vì cô sức thân là một cái người công nhân rất là bình thường à, sống ở tại úc và tại sao mà cô vẫn thành công trong sự kinh doanh này chính vì vậy là nó thôi thúc cho mình động lực càng ngày càng lớn hơn nữa và cái người ngồi đó là à, thầy châu chí kiên là anh ruột của cô và mình thấy là có một lần à, mời ở miền nam mời thầy châu chí kiên à, về việt nam chia sẻ mà mình minh nghe cái bài chia sẻ của thầy á à, cứ điều đều 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 à, một bài chia sẻ của thầy là luôn phiên dịch khoảng chừng 2 tiếng nhưng mà nó rơi khoảng chừng hơn 30 phút là gần như cả hội trường đều muốn buồn ngủ hết nhưng mà ngược lại mà đặt một câu hỏi là tại sao cái người chia sẻ không giỏi như thế này mà lại thành công quá lớn và thầy là là hiện nay là rau ở tại Úc là một FC ở tại Trung Quốc à, và cái cái năm 2010 à, 19 vừa rồi, các anh chị là là em quay Việt Nam sang Dubai á, thì thầy thầy mới chia sẻ cái câu chuyện của thầy từ những ngày đầu mà thầy lên được Platinum á, thầy thấy rất là nhiều các đội nhóm à, rất đội nhóm là à, đạt được Platinum, họ dẫn dắt đội nhóm nó được đi lịch, thì ước gì một ngày nào đó, đó một ngày nào đó là đội nhóm của thầy dắt được khoảng chừng 50 người trên một chiếc xe bus à, toàn là tiếng dưới của thầy đi những chuyến AOS của em quay. Thầy ước mơ một ngày nào đó như vậy Và anh chị biết là ngay ở tại Dubai Rất là cảm động kể cả thầy và cô Hai vợ chồng của thầy Châu Chí Kiên Ở một khách sạn rất là xa Và thầy cô bắt taxi đến khách sạn Chỗ của đoàn em quay Việt Nam Và thầy gom lại hết tất cả đội nhóm Của hệ thống 3S lại Thầy chia sẻ buổi tối đó Và thầy kể câu chuyện của thầy Mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ và rất là cảm động Thầy nói ngày xưa thầy ước gì một ngày nào đó thầy dẫn đi iOS cả một cái hệ thống của thầy ở tại Trung Quốc đi 50 người. Và thầy nói là bây giờ tháng tháng 12 của năm 2019, tôi cùng với các anh chị tham dự, dự chiến Dubai này trên danh nghĩa là nhà phân phối của tại Úc. Nhưng mà đến tháng 5 của năm sau, à, tháng tới nữa, à, tháng tháng tới nữa, xin lỗi các anh tháng tới nữa, lại là tôi lại tiếp tục quay trở lại Dubai này tiếp. À, tham dự chiến iOS ở Dubai này tiếp tục nữa cùng với lại anh chị em nhà phân phối Trung Quốc trên phương diện tôi là một Platinum trở lên của nhà phân phối tại Trung Quốc. Và tôi được biết là lần tới này tại Dubai này, riêng em quay Trung Quốc đi là toàn bộ đội nhóm của tôi khoảng 500 nhà phân phối từ Platinum trở lên tham dự chiến iOS. Tự nhiên nghe câu chuyện của thầy, mình ước mơ gì một ngày nào đó trong hệ thống của mình cũng đi tham dự một lần là 100 người, 200 người, 500 người, thậm chí 1.000 người. Và và bà mình rất là ngưỡng mộ thầy cô và chính sự dẫn dắt của thầy cô mà mình có được cái hệ thống uh, ngày hôm nay rất là lớn và không miền nam nói riêng kể cả miền bắc nói chung tất cả chúng ta đều là một nhà đó là hệ thống RADO 3s của uh, cô châu Nguyễn minh và thầy châu chí kiên cho nên là nhân tiện đây chúng ta hãy thả thật là nhiều uh, số 6 để cảm ơn thầy cô được không ạ à? đã dành rất là nhiều công sức cho thị trường về Việt Nam trong từ những ngày đầu thầy cô qua đây rất là công nhiều công sức vất vả hướng dẫn cho chúng tôi là những người đi trước tiền thân và bây giờ chúng tôi có có là trở thành là những người platinum, sapphire, emerald, diamond thậm chí có nhiều cấp độ cao hơn nữa thì mình thấy một điều là gì cái công sức của thầy cô bỏ ra thật sự là xứng đáng. Và chúng tôi ngày hôm nay sự công sức đó chúng tôi phải luôn luôn nỗ lực để tiếp tục dìu dắt thế hệ tiếp theo nữa. cho nên rất là cảm ơn thầy cô và và chắc chắn một điều ngày mai anh chị sẽ nghe thông tin nhưng mà tôi muốn cho anh chị hào hứng hơn nữa anh chị học nghiêm túc hơn nữa và rất là nhân tiện đây nữa nên mình rất là cảm ơn đây minh uh, cà thị nhung và uh, sao phai bùi Thí hà cũng đã liên lạc và uh, nói chuyện với cô thì tháng 9 tới đây uh, chúng ta sẽ có một cái chương trình đại hội thành công uh, toàn quốc uh, sẽ có xuất hiện của fc cho nguyễn minh các chị thấy tuyệt vời không ạ à? Nếu thật sự tuyệt vời thì chúng ta thả thật là nhiều số 9 để cảm ơn cho uh, Sapphire, uh, Thí Hà, Diamond, cả, uh, cả Thị Dung và tất cả các anh chị lãnh đạo phía Bắc đã hỗ trợ cho bài s của chúng ta rất là tuyệt vời Và chương trình sắp tới tháng 9 này á, là quy tụ cả từ Bắc Chí Nam luôn các anh chị, mình tin chắc là gì, sẽ có hàng nghìn người tham dự luôn Và chắc chắn là anh chị sẽ gặp được rất là nhiều Diamond, thậm chí là EDC, Double Diamond sẽ chia sẻ trong chương trình này đặc biệt là chúng ta sẽ có gặp FC người thầy vĩ đại của chúng ta đó là FC Châu Nguyễn Minh à, một lần nữa chúc mừng ba à, s tại Việt Nam à, và cái điểm thứ tư là trong cái kinh doanh này cái việc đầu tiên là mình có ước mơ à, xây dựng niềm tin đúng không ạ à? À, và à, điểm tiếp theo nữa là là gì luôn luôn có mục tiêu và có kế hoạch à, cho nên là nó không phải à, là kinh doanh em quay kể cả truyền thống cũng vậy mình đặt một câu hỏi À, lúc nãy mình có nghe một cái 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 cái, cái một platinum à, à, chị chị Phương nha à, là ở ở Thái Nguyên là một hiệu phó vậy chị Phương chắc chắn một điều để hoàn thành được cái công việc của mình là phải có được kế hoạch mục tiêu nhưng mà kế hoạch mục tiêu đó ở trong việc truyền thống là gì được chỉ định của ship trên của mình đúng không ạ các anh chị đồng ý điều điều này không ạ à? tất cả anh chị đi làm truyền thống anh chị ở cấp bậc nào để chăng nữa nếu anh chị làm nhân viên thì được trưởng trưởng phòng phó phòng chỉ định thật ra trưởng phòng phó phòng giao anh chị nhiệm vụ đó để làm gì để họ hoàn thành mục tiêu và kế hoạch của họ và cái trưởng phòng phó phòng đó họ hoàn thành mục tiêu hoạch để họ báo cáo lên cấp trên nữa rồi cấp trên lại báo tráo, cáo cáo lên cấp trên nữa thì tất cả mọi việc tầng lớp mà làm như thế đều là gì đều là mục tiêu và kế hoạch cuối cùng của doanh nghiệp đó à đó là của truyền thống nhưng mà ở em quay này chính bản thân chúng ta là chủ doanh nghiệp này thì chúng ta bản thân chúng ta phải có mục tiêu cho bản thân khi nào anh chị sẽ hoàn thành được 3%, khi nào anh chị hoàn thành được 6%, khi nào anh chị hoàn thành được 12%, khi nào anh chị hoàn thành được lên silver, khi nào anh chị lên được platinum, khi nào anh chị lên được emerald, khi nào anh chị được lên được diamond. Vậy trên chặng đường, trên chặng đường mà anh chị muốn để hoàn thành cái mục tiêu mình đó để mình đạt đến thì cái chặng đường đó anh chị phải phải ngồi lại với lại tiến trên của mình, với lại lãnh đạo của mình để thiết lập cho anh chị một kế hoạch để anh chị làm việc. Cái đó là gì? đó là chúng ta tự giác ý thức làm chủ cái sự nghiệp kinh doanh này. Cho nên là nếu như anh chị hiểu được tất cả những điều này thì anh chị sẽ hoạt động kinh doanh này và kết quả nó sẽ mang đến cho anh chị rất là may mắn. Cho nên anh chị đừng có nghĩ bây giờ hiện tại là do Covid không thể làm hội nghị được, không có thể nào gặp được người này, không thể nào chia sẻ được, chúng ta chuyển sang online hết. Đúng không Và và tất cả à, mình có có nói với lại các các Emerald và các Diamond của mình là dù cho hết covid. Covid có đi qua đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải duy trì việc làm kinh doanh trên online. Đây là phương tiện tốt nhất để chúng ta thực hiện phải dịch trên online. Cho nên cái cái điểm thứ tư mà giúp cho mình để để được thành công để có được hệ thống này là gì? Là luôn luôn có mục tiêu và luôn luôn có lên kế hoạch. À cho nên là chúng ta phải liên tục đặt mục tiêu từng chặng đường của chúng ta. Và mỗi chặng đường nó luôn luôn có những kế hoạch nhất định. Bây giờ không làm được offline thì chuyển sang online hết. À, vậy, đây. Và làm những công việc cơ bản đó là 3S. Cũng giống như tất cả. Thì bây giờ, ngày xưa 3S ở ở, ở trực tiếp. Bây giờ chúng ta trên online hết. Các anh chị ha. À, và tháng 1 năm 2009 mình làm em quay. Thì đến 2010 thì mình đã đạt được chiến đầu tiên ở tại Malaysia. Và các anh chị biết là từ 2010... À, đến 2021 Thì năm nào mình cũng đủ Chuẩn đi IOS ấy, Và cái điểm IOS luôn luôn là là dư điểm các anh chị ha? Ừ. Thì khi mà à, Đi từ lần thứ 6 trở lên Các anh chị đủ trên 20.000 Điểm IOS Là anh chị cứ mặc định mỗi năm đi Bây giờ công ty không còn quy định đó nữa Chỉ cần khi anh chị lên từ Emerald trở lên Thì anh chị mặc định định Mặc định đi Thì xuyên suốt 12 năm Năm nào mình cũng đủ chuẩn đi iOS hết cho nên là bây giờ mình phải chuyển mục tiêu là đi chiến Diamond mình à, để để đi cùng với lại đai mình cả thị dung mới được <laughs> thì cái chiến đầu tiên à, mình tham dự chiến đầu tiên iOS ở tại Malaysia thì thật sự ra à, khi mà công ty thông báo là năm 2010 đi du lịch ở tại Malaysia các anh chị thật sự ra mình không có hào hứng tại vì Malaysia thì từng ngõ ngách mình đã biết hết rất là nhiều tại vì mình ở sống đó cũng vài năm đi lại rất là nhiều nhưng cái cái hay nhất là khi được đi với em quay thì lúc đó mình có thấy được là đi với em quay hoàn toàn khác. Cho nên hiện nay mình có rất là nhiều các chị nhà phân phối nói là đi ở đâu không quan trọng. Đi với ai không quan trọng. Chỉ cần đi với em quay là ok. Thì mình thấy điều này là đúng. Vì cái ngạc nhiên lớn nhất là lúc đó là cả uh, em quay Việt Nam đi khoảng đâu là hơn 100 nhà phân phối gì đó. Thì mình rất thích khi đến Malaysia. Đây là một nước đạo hồi. Cho nên là mỗi uh, nhất cử nhất động của nhà phân phối bước ra bên ngoài thì từ khách sạn ở cho đến à, những cái nơi mà à, tham quan thắng cảnh thì mình rất thích ở chỗ là gì em quay Việt Nam em quay Việt Nam sẽ phối hợp với em quay Malaysia à, có một đội ngũ đó là gì đó là cảnh sát dẫn đường cho nhà phân phối em quay Việt Nam thì cái cái trải nghiệm lâu năm đầu tiên đi du lịch với lại em quay thì mình Kết luận được là gì? À, chỉ là một nhà phân phối hợp tác với tập đoàn quay nhưng sự tôn trọng được đưa lên hàng đầu. Đây là một trong những giá trị mình rất thích. Đầu tiên. Và thành công bước đầu tiên của quay ở mức độ là Founder Platinum của năm 2010. Và được sự tôn trọng rất là lớn. Mặc dù trước đó à, mình làm rất là nhiều doanh nghiệp nhưng mà chưa được giá trị này. À 2011 thì chiến thứ hai à, bên đi đó là gì đó là AOS ở tại à, đi du thuyền sang Malai Thái Lan và Singapore thì năm 2010 các anh chị thì cả hệ thống của mình đi đó, đội nhất của mình từ mình xuống đó, đi chỉ có 7 người thôi <laughs> nhưng mà năm thứ hai là cả đội nhóm từ thành minh trở xuống là khoảng được 20 người rồi các anh chị được 20 người bắt đầu là hệ thống được DLS tăng dần dần đây là chiến thứ hai à, mình tham dự chiến à, trên du thuyền lúc này là có đi chung với lại Diamond, minh phụ thị phúc <laughs> hoàng hồng kim rất là nhiều cái gì ha 2012 thì đi dubai thì năm nay cả hệ thống của mình đi khoảng được 450 người gì đó tăng dần 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 2013 là nhật bản là khoảng 70 người cái gì tăng dần luôn và 2014 á là mình đi thêm một chiến nữa ở tại Turek. à, thì à, thì năm nay á cái chiến này dành cho nhà phân phối từ Emurol trở lên tăng trưởng à, Nutrilite của năm 2014 so với 2013 là 30% về dân số và à, anh chị nào đủ chuẩn đi thì từ Emurol trở lên thì cả nước Việt Nam chúng ta có được 33 nhà phân phối từ Emurol và Diamond tham dự chiến đi Trolex ở tại à, Mỹ các anh chị <laughs> Chiến này chiến này chúng tôi được tham quan à việc nghiên cứu Nutrilite à, của của Amway à, rất là nhiều. À đó, việc nghiên cứu. À chúng tôi đi tham quan xuống nông trại của Amway. À, và trên hình các vị thấy à, đây là một cái à, người à, cái cô đứng kế bên cái luật của Khan Boss học nghiên ở tại à nông hải quê ở tại Trà luôn các anh chị. À năm 2010 à năm thì là nhớ là chiến là Hồng Kông Đài Loan thì à, năm đó mình không có tham gia à, và trọng lớn nhất của, à, của 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 À, à, ra đồ các anh chị ha và mình rất là cảm động luôn là cô Châu từ Sydney bay qua Melbourne cô gặp luôn cả hệ thống cô th hỏi thăm và thăm nôm tất cả à, tiếng dưới của mình à, một lần nữa thật sự là mình mình rất là xúc động cái chuyến đi ở tại Melbourne này và một cái xúc động nữa là trong cái buổi tối gala đó em quay cho một cái tràng pháo bông rất là lớn ở tại cái một cái cảng ở tại Melbourne mình rất là thích, à, vì đợt đó là là từ nhớ mình đã xuống đi khoảng 100 người đó các anh chị mình rất là là, là thích cái chuyến đi Melbourne này à, đây là chuyến đi Melbourne các anh chị à, ha tất cả rất là nhiều anh chị anh chị em ở trong 3 s của chúng ta à, và đây là hình ảnh là anh chị xem đây là EDC Diamond và Emro của mình đây là toàn bộ là thế hệ uh, mà bốn u uh, 40 và 50 hết đó các anh chị mà cảm thấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng các anh chị thấy không ạ à, <laughs> À, chiến chuyến 2000 tiếp theo nữa à, là 2018 thì đi à, à, Alaska và Canada không chuyến này cũng rất là hay chiến này khá thú vị và cái chiến này thì năm 2018 này thì là mình cũng sau cái chiến cái này kết thúc mình nhớ là khoảng tháng 5 đầu tháng 6 là đoàn trở về Việt Nam thì mình mình ở lại Mỹ chơi thêm gần hai tháng nữa tháng 6 tháng 7 gì á thì mình mới trở về lại Việt Nam mình ở lại chơi thì một tháng mấy nữa <laughs> à, mình, đó đó là một cái câu chuyện để mình muốn nói các anh chị là gì khi mà ở em quay anh chị làm nghiêm túc anh chị học tập nghiêm túc anh chị đặt mục tiêu và nỗ lực kiên trì với mục tiêu của mình khi mình chị sở hữu một hệ thống lớn thì rõ ràng là anh chị được có một cái 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 cái, cái tự do rất là lớn và sự đảm bảo à, rất là đảm bảo của hệ thống của mình và anh chị thấy cái bên hình bên dưới á, anh chị thấy quán cà phê Starbucks đúng không Tại bản thân mình rất là thích uống cà phê thì À, đây là một trong những quán cà phê Starbucks đầu tiên ở tại Mỹ các anh chị ha. Ở đây là ở một cái thành phố là Seattle. Thì thành phố này à, em quay Việt Nam đến đây để chuẩn bị đi tham quan thành phố Seattle xong là chuẩn bị lên tàu à, đi à, du thuyền sang Alaska à, và Canada của năm 2018. Ừ. Đây là một trong những cái chuyến đi mình cũng rất là thích à, đi tham quan rất là nhiều và cái năm này à, mình ở lại Mỹ thì mình cũng có quay trở ngược lại. À, tham quan cái 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 viện nghiên cứu của Nutrilite tại vì cái nơi mình ở đó, đến cái viện nghiên cứu này đó, là lái xe đi chỉ có chưa đến 20 phút anh chị rất là gần thành phố rất gần thì thành phố này gọi là thành phố Long Beach và lúc đó mình cũng có xây dựng một đội nhóm ở tại Mỹ thì các bạn này là du học sinh Việt Nam và định cư ở tại Mỹ đó. thật ra trước đây mình cũng đang tính có thể điểm đó là mình đang tính ở lại bên đó để xây dựng hệ thống bên đó nhưng mà À, mình, à, tìm hiểu và nghiên cứu rất là nhiều thì mình thấy được điều là gì thị trường Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng lý do tại sao thị trường Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng thứ nhất à, Việt Nam là một trong những đất nước đang phát triển à, đang phát triển và Việt Nam là một trong những đất nước đang có khoảng 70 75% dân số là dân số trẻ dưới 35 tuổi và cái mức tiêu dùng của Việt Nam là một trong những cái đất nước tiêu dùng lớn mạnh nhất của khu vực châu Á và 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 lợi thế nữa là Em Quay Việt Nam lại có nhà máy một trong năm nhà máy ở trên toàn cầu là đó là một trong những điểm mạnh à, cho nên mình thấy là thị trường Việt Nam còn rất là lớn và đến thời điểm này mình kinh doanh Em Quay hơn 12 năm thì đến thời điểm này mình vẫn thấy một điều là gì Em Quay Việt Nam là một đất nước mới bắt đầu hoạt động kinh doanh mà thôi chỉ có hơn hơn một trăm mấy chục sản phẩm thôi trong trong hàng nghìn sản phẩm em quay trên toàn cầu cho nên là cơ hội còn rất là dài và anh chị thấy dân số Việt Nam hiện nay đã đã gần chín mươi mấy triệu dân gần một trăm triệu dân mà chỉ mới hết vài chục ngàn à, người đã tham gia mở thẻ hoạt động kinh doanh em quay mà thôi cho nên là thị trường thật sự thị trường rất là lớn và mình tin chắc một điều là tất rất là nhiều các bạn trẻ trong phòng Zoom trong chiều hôm nay à, thế hệ mà À, 9X2K Đây là những thế hệ chắc chắn một điều Mình tính, chắc là trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa Rất là nhiều Diamond Thậm chí là FC sẽ xuất hiện Trong thế hệ 9X2K Mình rất là có niềm tin thế hệ tiếp theo này Chỉ cần 5 năm nữa thôi 5 năm tới 10 năm nữa thôi Thì Mway Việt Nam sẽ xuất hiện rất là nhiều Từ Diamond trở lên thậm chí FC ở tại Việt Nam trong giai đoạn này à, Một lần nữa chúc mừng tất cả các bạn trẻ Và cũng chúc mừng tất cả thế hệ à, U50, U60, U70 có trong cái phòng này mà tự mình cũng là U50. À, mình là gần 50 tuổi rồi cho nên là là cũng rất là cảm ơn em quay mặc dù thế hệ chúng ta là U50 trở lên nhưng chúng ta có được em quay à, chúng ta vô cùng hạnh phúc vẫn tạo được giá trị cho cuộc sống, vẫn được giúp cho những người xung quanh chúng ta, giúp cho cộng đồng chúng ta có được sức khỏe tốt hơn, có được thay đổi trong cuộc sống thì đây là một trong những giá trị mà không thể nào kiếm được trong truyền thống cho nên là một lần nữa mình xin chúc mừng tất cả chúng ta là người con của 3S, là người con của 3S Rado 3S và người con của em quay chúng ta là người một nhà một lần nữa thật là nhiều số một để cùng nhau chúc mừng chúng ta được không ạ à, Cảm ơn Cảm ơn tất cả anh chị những cái lời mà các anh chị cảm ơn là là động viên cho mình rất là lớn à, à, Và năm 2019 là tháng 12 hay chính là chuyến đi Dubai và cái chuyến này là chuyến đi du lịch AS cuối cùng của em quay à, trước khi à, có Covid-19 các anh chị không ạ. À? À, thì cái chuyến này thì trong hệ thống của mình đi cũng khoảng gần 80 người các anh chị, trong 80 người trong tổng 200 anh chị nhà phân phối em quay Việt Nam. Cho nên mình thấy cảm thấy rất là hạnh phúc mỗi một chuyến đi AS này thật sự ra mình đi rất là nhiều có nhiều năm mình mình từ chối mình không đi với em quay nhưng thật sự ra mỗi một năm mình đều tham gia những chuyến này là không phải là mình để đi để được đi du lịch để được hưởng thụ để được à, à, ăn những cái món ăn lạ hoặc là để ngắm những cảnh lạ thật sự ra mình rất là sợ ngồi máy bay rất là sợ đi nhưng à, một điều mình rất thích đi những chuyến này vì đây là trong giai đoạn à, thích nhất được gặp gỡ anh chị em nhà phân phối của hệ thống cũng như là tiếng dưới của mình ở toàn quốc cùng gặp nhau trong chuyến đi này và những lúc như thế này á chúng ta ngồi lại với nhau chia sẻ lại những vui những cái buồn những cái mà chúng ta nỗ lực chúng ta trải qua trong chặng đường vừa qua để ngày hôm nay chúng ta ăn mừng cùng nhau thì cái đó cái cảm xúc đó mình mới cảm thấy hạnh phúc nhất chứ không phải là được đi ăn ngon hay gì thật sự ra mười mấy năm đi khá nhiều và 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 từ thông qua em quay mình đi cả mấy chục nước và thật sự ra bây giờ rất là sợ bây giờ rất là sợ đi ngồi bay đặc biệt nhất ví dụ đi Mỹ hay đi Canada ngồi 18 tiếng 2 tiếng rất là ngại dù đi Dubai thì dễ có 8 tiếng đi Úc 8 tiếng 10 tiếng thì cũng còn đỡ đi mấy chặn mười mấy tiếng 20 tiếng rất là ngán luôn ừ, nhưng mà rất thích đi EOS là những chặn này quy tụ đông nhất nhà phân phối từ Platinum trở lên và đây là cơ hội gặp tất cả các anh chị lãnh đạo và cái cái vui nhất là những chặng đi anh chị thấy nhìn trên cái hình à, cái hình rất là đông à, rất là đông à, anh chị nhà phân phối thì trong đây có có nhiều các bạn trẻ các anh chị đi gặp minh cái chào minh là à, em chào là em chào lãnh đạo em chào lãnh đạo em là con cháu chắc chích của anh của cô lãnh đạo thì tôi mới hỏi ra thì các bạn này á, là sinh năm 98, 99 các anh chị đã hoàn thành được founder đông có nhiều bạn lên sapphire và và không biết là đời thứ mấy của tôi luôn trong nhánh chiều sâu của trọng đại và và tôi được biết là trong nhóm các bạn trẻ 9x này đã có người lên được Euro luôn, chỉ sinh năm 98 99 2000 thôi. Và các bạn vẫn đang có những bạn là đang là sinh viên năm 2 năm 3. À, mình mình cảm thấy không thể nào tưởng tượng một sự nghiệp kinh doanh chỉ còn ngồi trên ghế nhà trường là sinh viên mà đã có một cái nguồn thu nhập thụ động rồi, mình thấy kinh khủng khiếp. <laughs> mình mà mà các bạn à, quá khủng. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. À À, và đây đây là hai cái nhánh lớn nhất của mình là anh chị đã gặp nhiều rồi đúng không ạ à, đó là paul uh, Powder dc hoàng yến khánh cường uh, double diamond trọng đại uh, thí hiền các uh, anh chị thấy đây là những uh, siêu cầu thủ cảm ơn <cười> <cười> chị Khánh <đã được> Dung <laughs> à, và nhánh thứ ba của mình thì ở nha trang à, nhánh thứ tư của mình á, thì ở tây ninh cũng đã lên uh, silver nhánh thứ năm cũng silver và mình đang uh, xây dựng tiếp theo thì uh, thật sự mình muốn chia sẻ các anh chị À, đối với sự kinh doanh này à, làm sớm làm muộn nó không quan trọng quan trọng nhất tại thời điểm anh chị anh chị ra quyết định là quan trọng nhất nó không phải anh chị à, à, anh chị làm trước rồi bây giờ là em quay đã muộn rồi nhưng thật sự là anh chị hãy tin anh chị nào mà mới anh chị nào lần đầu tiên mới gặp tôi ngày hôm nay và mới nghe bài chia sẻ của tôi anh chị có thể bấm thật là nhiều số 1 để tôi biết được là có nhiều anh chị mới gặp tôi lần tôi được lần đầu tiên À, tôi muốn chia sẻ các anh chị một điều ngày hôm nay anh chị mới bắt đầu đi tìm hiểu tôi thật sự chúc mừng tất cả các anh chị ngày xưa tôi muốn đi tìm hiểu tôi phải bỏ rất là nhiều chi phí sang nước ngoài đi tìm hiểu một năm tôi chúng tôi đi phải đi vài lần như thế à, và và đi đi nghe rất là nhiều câu chuyện và ở nước ngoài tôi nghe rất là nhiều chuyện từ quan chức nhà nước từ uh, giáo viên từ rất là nhiều ngành nghề trong xã hội này họ đều thành công cho nên tôi trải nghiệm một điều là ở trong xã hội này sức phát điểm bạn như thế nào không quan trọng à là bạn sức phát điểm như thế nào cũng không quan trọng địa vị bạn như thế nào không quan trọng à, độ tuổi bạn như thế nào không quan trọng mà tôi có một trải nghiệm một điều là gì à, đến với kinh doanh này chỉ có một điều duy nhất cái niềm tin lớn nhất ở cái điều để làm thành công sự nghiệp kinh doanh này đó là chỉ cần các bạn có ước mơ khi các bạn ước mơ đủ lớn thì chắc chắn một điều các bạn sẽ hành động. Và khi các bạn hành động đúng. Thì các bạn sẽ có kết quả. Cái đó là cái trải nghiệm chính bản thân thôi. Cho nên ngày xưa chính vì ước mơ tôi quá lớn. Và tôi đi gặp rất là nhiều người. Họ cũng có cùng ước mơ. Giống như tôi. Cho nên là à, sức phát điểm đều khác nhau hết. Nhưng chỉ có một điểm chung trong cái sự nghiệp kinh doanh này. Là điều thành công trên cùng một vũ đài. Đó là em quay cho nên tôi rất yêu thích cái sự nghiệp kinh doanh này là như vậy. À, cái chị thấy ạ? À? thì các anh chị thấy à, anh cường sức thân cũng là một doanh nghiệp trước đây từng có một cái cái cửa hàng riêng về à, vi tính, về IT. Còn lãnh đạo hoàng yến thì trước đây cùng bạn học cùng với tôi cùng làm tập đoàn dầu khí. Còn cái cô áo vàng đó là thúy hiền, thúy hiền trước đây là giảng viên của trường đại học hoa sen. À, còn anh đại là trước đó là trưởng phòng của viettel. Mà thông qua sự nghiệp kinh doanh này thì hiện nay À, trọng đại đang là double diamond và dưới đại đang có hai diamond, à, một diamond và một EDC và dưới đại có của hàng chục emerald và vài trăm platinum. nhánh của lãnh đạo hoàng yến là một EDC thì dưới lãnh đạo hoàng yến đang có ba diamond ở bên dưới à, và vài chục emerald và vài trăm từ silver và từ platinum đây là hai nhánh rất là lớn của tôi nhánh thứ ba của tôi là một Founder platinum ở dưới có silver có ở dưới có gold có và đây là một trong những nhánh nhánh thứ ba đang đặt mục tiêu là năm 2022 đã có cơ cấu năm sau lên à, và à, nhánh thứ tư nhánh thứ năm của tôi đang đặt mục tiêu trong năm sau là Founder platinum nữa cho nên là các anh chị hãy truyền thật là nhiều năng lượng số 8 để à, chúc mừng cho các nhánh của tôi trong ngày hôm nay cũng có trong cái phòng zoom này để cho các bạn có nhiều năng lượng hơn nữa các bạn sẽ hoàn thành mục tiêu trong năm 2022 và chính số 8 này cũng chúc cho tất cả các anh chị em, à, nhà phân phối của chúng ta à, sẽ à, hoàn thành mục tiêu trong năm 2022, à, có anh chị nào super LED. thì cái super led đó, anh chị xây dựng từ diamond trở lên các chị ha anh chị xây dựng từ diamond trở lên mà anh chị có hai chân trên 30 điểm FAA thì anh chị sẽ được nhận super à, giống như tôi thì ngày nay tôi đủ cơ cấu diamond thì tôi sẽ nhận được super của hai nhánh à, hoàng yến và trọng đại tại vì hai nhánh này đã đủ điểm rồi tại vì hai nhánh này af của tôi thì đã dư rồi à, cho nên là à, hiện nay cái fa của tôi nó, nó nằm ở chỗ gần 40 điểm <laughs> cho nên là là tôi đang đợi để đủ cơ cấu để nhận điểm các anh chị ha đó đó là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ các anh chị để anh chị hiểu được tôi là một người sức thân rất là bình thường, một người rất là bình thường làm những việc rất là đơn giản những người việc rất là bình thường, nhưng sở hữu một cái hệ thống rất là lớn để anh chị hãy có một niềm tin thật là vững chắc và anh chị hãy nỗ lực với sự nghiệp kinh doanh này đi. Rồi một ngày nào đó mong muốn một ngày nào đó khi hết covid chúng ta cùng nhau đi những chuyến IOS và anh chị hãy nhớ lại ngày 14 tháng 8 2021 anh chị nghe cái câu chuyện của tôi anh chị hãy biết được anh chị chỉ gặp chỉ cần gặp tôi anh chị nói một câu là ngày 14 tháng 8 tôi nghe câu chuyện của anh Minh mà ngày hôm nay em có được một cái hệ thống Latinum hệ thống Emerald hệ thống Diamond thì thật sự lúc đó tôi tôi chúc phúc cho tất cả các anh chị chúc mừng tất cả các anh chị vì đó là một cái trải nghiệm của tôi đã đã 12 năm rất là nhiều bạn mới bắt đầu à, em không hiểu kinh doanh này làm như thế nào em không biết là làm được hay không rất là nhiều cái việc là không có niềm tin nhưng anh chị hãy đi đi chắc chắn nó sẽ đến anh chị cứ tin tôi đi anh chị cứ đi là sẽ đến chỉ có một việc là anh chị bỏ cuộc thôi chứ không bao giờ anh chị có thất bại đây chỉ có anh chị kiên trì kiên trì đi chắc chắn nó sẽ đến Các anh chị ha à, đây là cho nên là chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi ngày hôm nay ngoài việc chúng tôi là những người đồng nghiệp và những người tri kỷ đó Các anh chị thấy không mà và và tôi đi có hai cái lãnh đạo chân rất là lớn à, là hộ tống rồi đúng không ạ đây là những buổi chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn tối tất cả mọi thứ à, rất là 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 vui các anh chị Cho nên là nó không phải chúng tôi là những người tri kỷ của ngày hôm nay, của ngày hôm qua mà luôn cả ngày mai và mãi mãi cái hệ thống này tiếp tục gắn tiếp tục nữa tới bao nhiêu đời con đời cháu nữa. Quá tuyệt vời động lực lớn. Cảm ơn là ờ cảm ơn tất cả các anh chị các anh chị à, quá nhiều comment như thế này rất là cảm ơn tất cả anh chị. Truyền tôi rất là nhiều động lực. À, cho nên cái cái thành công này nó quyết định ở chỗ đó là thái độ cái anh chị ha cái thái độ anh chị nghiêm túc thì anh chị sẽ có một cái kết quả cho nên cái kỹ năng của các anh chị á, anh chị đừng có tập trung quá nhiều là em sẽ không biết nói về sản phẩm em sẽ không biết nói về OEB em sẽ không biết làm sao chia sẻ cái điều đó anh chị chỉ cần nâng cấp mỗi một ngày một phần trăm chắc chắn anh chị sẽ có được kinh nghiệm mỗi một ngày anh chỉ cần nâng cấp một phần trăm thôi thì anh chị sẽ có kiến thức anh chị sẽ có phương pháp anh chị có kỹ năng nhưng cái thái độ trong sự nghiệp kinh doanh này nó quyết định tới 99% chỉ có anh chị thái độ nghiêm túc với sự nghiệp kinh doanh này anh chị nghiêm túc với sự nghiệp kinh doanh này anh chị thật sự xem trọng sự nghiệp kinh doanh này và anh chị xem trọng đối tác của chúng ta đó là em quay anh chị xem trọng đối tác của anh chị đó là upline của các anh chị sai like của các anh chị những người đồng hành cùng các anh chị những người cùng mục tiêu các anh chị thì anh chị nghiêm túc chắc chắn nó sẽ giúp cho anh chị xây dựng một sự nghiệp kinh doanh tốt. Và hy vọng à, sau cái buổi chia sẻ này. Sẽ giúp cho anh chị có nhiều niềm tin hơn. Có nhiều động lực hơn. Cho nên là à, ước mơ anh chị càng ngày càng lớn hơn. Thật sự ra cái niềm tin đó. Ngay thời điểm này. Nó không bao giờ có anh chị liền đâu. Mà niềm tin cũng phải xây dựng theo thời gian. Theo thời gian. Xây dựng niềm tin theo thời gian. Anh chị xây dựng à, cái ước mơ của anh chị càng ngày càng lớn hơn. Cho nên là à, tôi cũng không có khá nhiều anh chị đã biết tôi rồi thì sự ra là à, cái cái đến năm 2014 khi mà tôi hoàn thành được founder Emro thì tôi đã thực hiện được sau 4 năm 2009 đến 2014 anh chị ha. Sau 3 năm mấy 4 năm gì đó khi mà tôi hoàn thành được founder Emro thì tôi đã thực hiện được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, à, xe tất cả mọi thứ hết và và rất là nhiều trong hệ thống của tôi đã cũng đã thay đổi được cuộc sống rất là tốt. Cho nên là một lần nữa tôi rất là à, yêu và luôn luôn Uh, giữ cái câu nói của ngài Rich trong lòng của mình là gì? Cái sự nghiệp kinh doanh này bạn muốn thành công thì phải biết giúp người khác thành công. Luôn luôn, luôn luôn. Đây là câu trong ngôn nó sẽ theo đuổi trong sự nghiệp kinh doanh này của tôi. Muốn thành công thì phải biết giúp người khác thành công. Uh, và ngày hôm nay các anh chị biết trong hệ thống của tôi, uh, Founder EC Hoàng Yến bắt đầu là uh, đang xây dựng một cái nơi gọi là nông trại, một cái nơi vui chơi ở Long An. À, xây dựng những cái hồ hoặc là trồng cây ăn trái để sau này sẽ xây dựng cái nơi để đưa nhiều đội nhóm đến đó để tham quan cùng chơi, cùng học tập còn riêng tôi thì thật sự kế hoạch tôi cũng đã lên rồi hết là à, lúc trước tôi tính xây dựng một cái nơi ở trên Đà Lạt tại vì Đà Lạt khí hậu rất tốt hoặc là Nha Trang à, nhưng mà à, suy si đi nghĩ lại mình hãy về cái nơi mà được à, sanh mình ra à, đó là quê của tôi ở Tây Ninh thì tôi cũng đã có một nơi sẵn rồi, chuẩn bị sẵn hết để chuẩn bị làm một cái nơi để sau này làm team building à trồng nhiều cây ăn trái, nhiều cái không gian xanh để đưa nhà phân phối về chơi thì à, một ngày nào đó à, sau khi covid xong tôi sẽ thực hiện điều này là ước mơ tiếp theo của tôi. À, để à, có dịp nào đó hết covid thì đội nhóm ở miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh thì có dịp tôi mời các anh chị đến để tham quan cái khu vườn đó, đó là một cái ngôi nhà chung đó là cái ước mơ của tôi trong sự nghiệp kinh doanh này <laughs> à, à, lời cuối cùng nữa thì tôi muốn à, chia sẻ các anh chị thêm à, cái cái nguyên à, à, cái năm quả trứng vàng này thì có rất là nhiều người à, nói là à, than trời trách đất tất cả nhiều thứ đó mà thì tất cả mọi thứ nó nằm ở từ cái cái tư duy suy nghĩ chúng ta mà thôi à, cho nên là nếu như ngày hôm nay dù cho covid dù cho như thế nào đi chăng nữa nhưng mà luôn luôn chúng ta tích cực À, luôn luôn năng động và chúng ta hãy nhớ là chúng ta hãy à, chia sẻ thật là nhiều các sản phẩm hữu cơ này chia sẻ thật là nhiều các sản phẩm à, Nutrilite này đến những người thân những người xung quanh chúng ta và anh chị biết trong một tuần vừa rồi hai tuần vừa rồi tôi nhận rất là nhiều tiếng dưới của tôi à, à, họ 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 gửi tôi thông tin là họ xung quanh họ rất là nhiều người F không Covid mà họ dùng X dùng protein dùng C tăng cường liều sau từ 5 tới 10 ngày họ đã trở về âm tính các anh chị. Mà có rất là nhiều người ở trên quê tôi, họ sống ở thành phố Hồ Chí Minh này mà có người thân họ là 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 à, ở trên Tây Ninh, họ đi tìm tôi gọi là có có những nhà phân phối hay là tiếng dưới ở Tây Ninh hay không để kiếm sản phẩm này để hỗ trợ những người F0. Cho nên là anh chị hãy lan tỏa cái việc này nó không phải lan tỏa để chúng ta có nhiều BV hay nhiều dân số gì mà lan tỏa để giúp cộng đồng tăng đề kháng có sức khỏe nhiều hơn. Và ngày hôm nay các anh chị biết là mặc dù mặc dù covid thì tháng 6, tháng 7 vừa qua thì chúng tôi vẫn đảm bảo uh, 7 bảy đến tám trăm ngàn bv mỗi tháng cho <laughs> do, doanh số của tôi trong một năm và tôi tin chắc là đây mình cà Thị Dung cũng doanh số chắc cũng cỡ tôi uh, uh, hiện nay doanh số trung bình của tôi là khoảng là gần 800 trăm ngàn bv cho mỗi tháng các anh chị ha uh, thì uh, đó là một cái xây dựng kinh doanh uh, bền vững uh, để có được cái 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 uh, cái cái, cái, cái doanh số đó Thật sự ra là tôi chỉ cần khuyên anh chị là gì thật sự nghiêm túc tôi dùng từ hết chỉ là nghiêm túc các anh chị ha à, cho nên là chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ tích cực dù cho covid dù gì tất cả mọi thứ thì đây là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta nắm bắt và à, chúc tất cả các anh chị chỉ còn một à, tháng nữa là chúng ta chuẩn bị năm tài chính mới và năm tài chính mới à, tôi xin chúc tất cả các anh chị hoàn thành mục tiêu anh chị nào có mục tiêu sẽ hoàn thành mục tiêu và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ngày 1 tháng 9 chúng ta cùng nhau đại hội thành công à, 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 chị dùng nói là một phần tư là, là thành mình à, ngày 1, 1 tháng 9 chúng ta sẽ có một đại hội thành công toàn quốc và chắc chắn sẽ gặp lại tất cả các anh chị một lần nữa à, chúc cho tất cả các anh chị à, và gia đình trong mùa covid này thật là bình an nhiều sức khỏe dược vào cái mùa covid và chúng ta cùng nhau hoàn thành mục tiêu năm 2022 một lần nữa xin cảm ơn MC cảm ơn tất cả anh chị ban tổ chức DJ uh, Diamond Cà Thị Nhung, Sapphire, uh, Bùi Thí Hà, Bạn Sĩ Tùng, Emuro, uh, uh, Cuna, rất là nhiều các lãnh đạo nữa. Một lần nữa xin uh, chúc mừng và cảm ơn tất cả các anh chị, gần 200 chị nhà phân phối đã lắng nghe trong buổi chiều hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị.